Cuba gốc Việt là một Việt kiều Mỹ đã kiện đòi nhà tại thành phố Sài Gòn nhưng không có giấy tờ gốc. Cô bị thua kiện. Cuba Việt kiều thua kiện vì không có giấy tờ gốc chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản. Chưa kể kết luận giám định chỉ rõ bà đã từng bán nhà. Tòa án nhân dân thành phố đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu căn nhà số 82 ở Huỳnh Mẫn Đạt thuộc quận 5 thành phố Sài Gòn. Trong vụ kiện, bà Trịnh Kim Hoa, 81 tuổi, ngụ tại San Francisco ở Mỹ, khởi kiện đòi lại quyền sở hữu căn nhà từ hai chị em của bà Trần Hữu, 69 tuổi, Vương Lan Anh, 60 tuổi, cùng ngụ ở quận 5. Căn nhà số 82 Huỳnh Mẫn Đạt do vợ chồng bà Trịnh Kim Hoa mua từ năm 1960. Gia đình của bà sinh sống tại đây đến tháng 4 năm 1975, đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước khi xuất ngoại, vợ chồng bà Hoa nhờ anh chồng là ông Vương Diệu Kim quản lý, trông coi căn nhà. Đến năm 1983 thì ông Kim qua đời. Theo di nguyện cha để lại, hai người con gái là bà Hữu và bà Lan Anh tiếp tục trông coi, quản lý căn nhà. Sau 27 năm, vợ chồng bà Hoa hồi hương. Chính quyền địa phương đồng ý việc gia đình bà nhập hộ khẩu và địa chỉ số 82 ở Huỳnh Mẫn Đạt. Từ đó đến nay, bà Hoa thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Đến năm 2014, bà phát hiện chị em bà Hữu và anh hoàn tất thủ tục đứng tên sở hữu căn nhà này từ lúc nào không rõ. Lập tức tôi làm đơn đề nghị ngăn chặn mọi giao dịch dân sự liên quan đến căn nhà và yêu cầu hai cháu trả lại nhà. Song hai cháu không những không giao nhà mà tiếp tục sang tên cho người khác nhằm tẩu tán tài sản, bà Hoa trình bày tại tòa. Từ đó nguyên đơn khởi kiện yêu cầu công nhận quyền sở hữu nhà và buộc bị đơn trả lại quyền sở hữu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất có phần cập nhật sang tên người khác. Đáp trả, bị đơn cho rằng trước khi từ trần, cha mẹ của mình đã mua đứt căn nhà. Phía bị đơn khẳng định, chúng tôi có tờ bán nhà lập vào ngày 3 tháng 6 năm 1963, có xác nhận của quận trưởng quận 5 cũ. Năm 1990, chị em bà Hữu lập thủ tục khai nhận di sản thừa kế do cha mẹ để lại, đã đóng thuế trước bạ đầy đủ theo quy định. Một thời gian sau, bà Anh tặng bà Hữu phần nhà đất bà nhận thừa kế. Ủy ban nhân dân quận 5 cấp giấy tờ nhà đất cho bà Hữu từ năm 2011. Với tài liệu hai bên cung cấp, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận thấy cần trưng cầu giám định mới có thể biết rõ thật hay giả. Phân viện khoa học hình sự tại thành phố kết luận, chữ ký Hoa tại tờ bán nhà vào ngày 3 tháng 6 năm 1963 so với mẫu chữ ký đứng tên Trịnh Kim Hoa trên 12 tài liệu dùng làm mẫu so sánh là chữ ký cùng một người. Cơ quan giám định nhận định đây là căn cứ thể hiện việc nguyên đơn có giao dịch mua bán trước đó. Từ chứng cứ tài liệu đã xác minh, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định giấy bán nhà có chứng thực của chính quyền chế độ cũ và đã đăng trước bạ sang tên. Tờ khai nhà đất năm 1977 trích sao sổ địa bộ thể hiện việc mua bán giữa nguyên đơn với cha bị đơn là hợp pháp. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử nhấn mạnh bà Hoa khởi kiện nhưng không đưa ra bất cứ giấy tờ nào là bản chính để mà chứng minh lập luận bà là chủ sở hữu tài sản. Từ đó, cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của bà Hoa. Ngôn ngữ và chiếc xe đó là dường như nhiều người nói rằng nó là chìa khóa để mở đầu trong cuộc sống nơi xứ người. Ngày nào còn chưa có hai thứ này thì chúng ta sẽ còn bế tắc. Những năm đầu năm 1975 hoặc là năm 1985, phần lớn người Việt khi tới Mỹ đều được hội đoàn hay nhà thờ đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ, cũng như là được hưởng quy chế khá là cao. Nhất là những gia đình có con em nhỏ dưới 18 tuổi, khi đó họ chẳng cần phải lo lắng, cứ từ từ tìm hiểu, học hỏi để mà hội nhập xã hội Hoa Kỳ. Mọi thứ đã có chính phủ lo. Và đến từ một đất nước nghèo, nhu cầu vật chất cuộc sống còn ở mức tối thiểu, nên ai cũng hài lòng với hiện tại. Và nhất là ở thời điểm đó, nhìn quanh người Việt, ai cũng nghèo như nhau, chẳng ai giàu hơn ai để mà so sánh.
Đời sống ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Và hơn nữa, muốn cuộc sống tốt hơn trong thời gian ngắn hơn thì phải làm nhiều và nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhu cầu vật chất theo cuộc sống thì ngày càng tăng cao. Ngày mới qua chỉ ao ước có nhu cầu sống tối thiểu, nhưng khát vọng con người đó là sự thăng tiến vươn lên mỗi ngày. Người Việt cũng không ngoại lệ đi vào quỹ trình đó. Nên sau nhiều năm hội nhập, cuộc sống người Việt ở hải ngoại, nói riêng ở Mỹ, đã không còn cách biệt với người bản xứ, hay có thể nói là có phần trội hơn. Vì người Việt vốn rất kiên trì chịu khó, cũng như là bỏ công, bỏ của để mà đầu tư cho học vấn, lo cho con cái tương lai sau này. Nên sau nhiều năm, thành quả của họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, phải nói đó là đáng ngưỡng mộ đối với thế hệ thứ hai. Còn thành phần mới qua định cư sau này hầu hết là ra đi theo quy chế di dân. Cá nhân bảo lãnh, như cha mẹ bảo lãnh cho con, anh em bảo lãnh cho nhau, chồng bảo lãnh vợ. Do vậy, điều kiện vật chất, thời gian hỗ trợ giúp đỡ có phần hạn chế hơn nhiều. Bởi lẽ, chính phủ cũng hạn chế giúp đỡ. Đồng thời, vào thời điểm hiện tại, cuộc sống ở Việt Nam cũng có cải thiện hơn xưa. Xét về bề nổi, đó là tiền của vật chất. Tuy nhiên, xét về bề chìm còn nhiều điều cần phải bàn. Có những bạn đang có cuộc sống tốt, có nhà do cha mẹ để lại, có đất đai xưa kia cha mẹ khai phá, nay được hưởng, có việc làm do có công việc, tuy rằng lương không cao ở trong nước, việc làm cũng có đủ khả năng để mà trang trải cuộc sống qua ngày, hay là thỉnh thoảng thì được thân nhân nước ngoài hỗ trợ một vài trăm đô la, có thể không có giàu lắm, nhưng chí ít cũng có một cuộc sống ung dung. Nhiều người nói rằng ở Việt Nam sướng lắm, có thể đi uống cà phê bất cứ lúc nào, có thể đi nhậu bất cứ lúc nào. Bởi lẽ chúng ta có dịp về Việt Nam sẽ quan sát thấy nhiều quán cà phê và quán nhậu mọc lên hàng hà sa số. Do đó có ước vọng rằng đi ra nước ngoài để mà có cuộc sống dễ dàng hơn, nhất là một cường quốc như là nước Mỹ. Và điển hình là thấy Việt kiều hải ngoại nhiều người thênh thang áo gấm về làng, thì nhiều người trong nước hiện nay vẫn nghĩ rằng cuộc sống ở Mỹ cứ đến là sống sung sướng, không cần phải vất vả lo toan gì nhiều. Với suy nghĩ như vậy nên không ít người qua tới Mỹ thiếu kiến thức tối thiểu của cuộc sống hải ngoại. Khi đối diện với khó khăn, không lường trước đã không thích ứng được, dẫn đến sự suy sụp tinh thần, bất đắc chí và than thân trách phận, có khi oán trách cả những người đã bảo trợ mình qua đây. Thực sự đó là hành vi ăn cháo đáy bát, bởi lẽ biết bao nhiêu công sức người thân đã bỏ ra và sự lo lắng cũng như là sự bảo trợ để đưa mình qua một đất nước phát triển như vậy, mà mình không biết nắm bắt cơ hội để mà cố gắng và cuối cùng quay lại trách mắng chửi rủa. Nhiều người còn nói rằng vì sao giàu thế mà không lo cho họ một cuộc sống như họ mong muốn. Thành ra cả người bảo trợ lẫn người được bảo trợ đã lâm vào cảnh khó khăn bức rứt, tiến thoái lưỡng nan, sức mẻ tình cảm. Thực sự có những điều căn bản bắt buộc phải có đối với một cuộc sống mới mà chúng ta cần phải vượt qua. Nếu muốn tái định cư ở một đất nước xa lạ, mọi thứ từ ngôn ngữ cũng như là cách sống hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, khi này chúng ta giống như là một người câm, người mù, người điếc. Bởi lẽ ngôn ngữ thì không nói được, đường xá thì không biết đi. Tất cả mọi sự đều là con số không. Sau khi đặt chân đến xứ Mỹ, người thân, người bảo trợ sẽ mất vài ngày đưa chúng ta đi làm giấy tờ, hợp thức hóa cần thiết cho cuộc sống ở Mỹ. Chưa kể trước khi các bạn đến Mỹ, người thân đã phải lo toan đủ mọi chuyện, từ công việc, tìm kiếm công việc cho các bạn, cho đến tìm những ngôi nhà hoặc là những phòng trọ để phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mỗi người, nếu như người bảo trợ đó không có khả năng để cho các bạn ở chung. Hướng dẫn các bạn để mà hợp thức hóa cần thiết cho cuộc sống ở Mỹ với những giấy tờ cần thiết như là thẻ căn cước, thẻ y tế, xin nhập học cho bọn trẻ. Nhìn vào những quyền lợi mà những người đến Mỹ được hưởng từ chính phủ, đối với các cháu dưới 18 tuổi sẽ vào học trường tiểu học và trung học gần nhà, có xe bus đưa rước đi về hai bận, ăn trưa miễn phí ở trường, có thể được cho vào lớp đặc biệt thời gian đầu để mà củng cố Anh ngữ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ đem theo đầy đủ học bạ ở Việt Nam và cần dịch sang tiếng Anh.
Còn các cháu trên 18 tuổi có thể ghi danh nhập học ở trường cao đẳng địa phương với tên gọi là Community College. Ở đó, chúng ta có thể học tiếng Anh và chọn một nghề nào đó làm kế sinh sống trong tương lai. Tùy theo sở thích và trình độ, chúng ta có thể chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân. Nếu chúng ta không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp thì tất cả miễn phí và hầu hết ai cũng được chính phủ tài trợ xin học bổng, và đây là quyền lợi chung cho mọi công dân Mỹ. Ngoài tiền học phí, sách vở do chính phủ giúp miễn phí hoàn toàn. Nếu đủ điều kiện thì chúng ta có thể nộp đơn vay tiền từ chính phủ giúp đỡ hỗ trợ sinh sống để mà có thể học toàn thời gian. Đối với con nít dưới 18 tuổi, người già trên 65 tuổi thì được trợ cấp y tế toàn phần của chính phủ và còn có thể xin thêm được food stamp. Những người trên 18 tuổi hoặc dưới 65 tuổi, thu nhập thấp sẽ xin được trợ cấp y tế bán phần của chính phủ. Như ở Texas ở đây, có chương trình Gold Card mà người Việt mình hay gọi là thẻ vàng. Mỗi tiểu bang có những chương trình và tên gọi khác nhau. Thông thường thì người bảo trợ hoặc là người thân trong gia đình cho gia đình của chúng ta đặt chân đến Mỹ ở tạm nhà của họ một thời gian ngắn cho đỡ tốn kém, hoặc là tìm mướn dùm cho chúng ta một căn nhà mắc rẻ tùy theo khả năng. Và đây sẽ bắt đầu một cuộc hành trình gian khổ, tự túc, tự cường của chính chúng ta. Nếu chúng ta có vốn mang theo số tiền sống một thời gian không đến nỗi quẫn bách thì lúc này chúng ta nên tranh thủ học tiếng Anh, cho dù không cần nhiều nhưng ít nhất là nghe được, nói được chút ít để mà kiếm việc làm. Vì chẳng lẽ họ mướn chúng ta vào làm mà còn phải mướn thêm người phiên dịch cho chúng ta. Một điều cấp bách khác đó là phải học bằng lái xe. Nhờ người thân kiếm mua một chiếc xe mới cũ mắc rẻ thì cũng tùy theo khả năng của mỗi người. Và đây là chuyện bắt buộc. Nếu không có tiền, chúng ta cũng phải thương lượng với người thân để mà hỏi mượn, sau này sẽ hoàn trả. Nói thật là quỹ thời gian ở nước ngoài rất eo hẹp. Không ai có thể đưa đón chúng ta mỗi ngày đi và ngày về. Ngôn ngữ và chiếc xe đó là chìa khóa mở đầu cho cuộc sống. Ngày nào còn chưa có hai thứ này thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ bế tắc. Trường hợp chúng ta không có tiền mang theo, nghĩa là vô sản, thì không thể chần chờ, chúng ta phải chấp nhận bất cứ việc làm nào. Đương nhiên đó là những cái việc làm tốt, công việc lương thiện, dù là những việc làm tay chân nặng nhọc, những công việc không cần chất xám để mà chúng ta kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình chúng ta. Đối với người bảo trợ thì họ có thể tự nguyện giúp cho chúng ta thời gian đầu trong khả năng của họ, nhưng họ không có bổn phận phải nuôi chúng ta và gia đình của chúng ta. Mặc dù là họ có muốn và đôi khi cũng không đủ khả năng, vì số phí này thực sự là con số không nhỏ. Còn công việc làm và sức người trong trường hợp chúng ta là người mới ở đất nước này thì sẽ như thế nào cũng không khó hiểu. Cứ tưởng tượng một người mới nhập cư đi xin việc làm, không nói, không nghe được chủ muốn nói gì, kinh nghiệm nghề nghiệp thì không có và đôi khi cũng đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn sung mãn, tất cả là con số không. Không khác một đứa bé còn đang chập chững tập đi, thì chúng ta thường hỏi làm gì được và chúng ta có thể thích nghi được với những công việc gì và chủ có thể thuê chúng ta làm những công việc gì mà có thể mang lợi lại cho chủ. Như vậy, chúng ta tự suy nghĩ và tự nỗ lực để mà có công việc phù hợp với trình độ khả năng của chúng ta. Sống ở đâu cũng phải cố gắng, phải nỗ lực. Ở trong nước cũng thế, ở tại đất nước Hoa Kỳ này cũng vậy. Theo quan điểm của tôi thì đất Mỹ không là thiên đường một cách huyễn hoặc xa xôi. Đất Mỹ cũng có ưu, có khuyết và nhiều mặt tầm thường như mọi quốc gia khác. Có điều là tôi thấy nước Mỹ như là một thiên đường bởi lẽ tôi biết nắm bắt cơ hội và cố gắng phát huy cái cơ hội đó và chúng ta hưởng đúng cái thành quả lao động của chúng ta. Và điều tôi khẳng định nữa là nơi chốn này cho chúng ta và nhất là giới trẻ rất nhiều cơ hội để mà tiến thân. Chỉ là chúng ta có chịu nắm lấy hay không mà thôi. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.